Cuộc sống của mỹ nhân 9X vừa công khai bị trường gian tán tỉnh, nóng bỏng và giàu có. Khánh My không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước. Mới đây, diễn viên người mẫu Khánh My công khai chuyện từng được danh hài trường gian tán tỉnh cách đây một năm. Tuy nhiên, do không muốn làm người thứ ba và trường gian không phải là mẫu đàn ông mà Khánh My thích nên cô đã từ chối thẳng thừng. Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn. Cô sinh năm 1991 tại Kiên Giang, sở hữu lợi thế gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 1m71. Năm 2010, Khánh My dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng không đạt thành tích cao vì kinh nghiệm non nớt. Sau đó một năm, cô ghi danh vào cuộc thi Ngôi sao Người mẫu và đoạt giải vàng chung cuộc. Cùng năm đó, Khánh My còn thử sức với Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2011 và chỉ chiến thắng ở hai giải phụ là Người đẹp áo dài và Gương mặt đẹp nhất. Gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu, Khánh My gây chú ý khi liên tục thực hiện những bộ ảnh bikini nóng bỏng. Thời gian sau này, cô lấn sân sang công việc diễn xuất khi tham gia loạt phim như Váy hồng từng 24, Cuối đường băng, nhưng chưa có vai diễn ghi dấu được tên tuổi. Năm 2017, Khánh My còn gây xôn xao khi tung clip Bi tròn để đánh tiếng đi hát, nhưng giọng ca của cô gây nhiều tranh cãi. Khánh My thử sức với nhiều cuộc thi nhan sắc. Khi gia nhập làng giải trí, cô thực hiện một loạt hình bikini nóng bỏng. Vài năm trở lại đây, Khánh My thử sức ca hát lẫn diễn xuất nhưng chưa gây được tiếng vang lớn. Ở showbiz Việt, Khánh My nổi tiếng là người đẹp sở hữu khối tài sản nhiều người ao ước. Không chỉ thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện khi mặc đồ hiệu, sử dụng phụ kiện trang sức đắt đỏ, Khánh My còn có cả xế hộp tiền tỷ cùng căn biệt thự xa hoa. Cụ thể hơn, cuối năm 2014, Khánh My di chuyển bằng xe Range Rover trị giá 3 tỷ đồng đến một sự kiện giải trí. Thay vì đi chiếc BMW 2 tỷ đồng, cô sở hữu cách đó không lâu. Về việc thay đổi xe liên tục, Khánh My cho biết xe Range Rover cô mua từ lâu nhưng hiếm khi sử dụng vì khá to, còn BMW đi lại thành phố dễ dàng hơn. Đến ngày sinh nhật năm 2015, Khánh My công khai khoe xế hộp 8 tỷ đồng và tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng để mừng tuổi mới. Khánh My sở hữu nhiều bộ sưu tập hàng hiệu không thua kém ai trong showbiz Việt. Chân dài sinh năm 1991, còn có biệt thự riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nhiều ồn ào trong làng giải trí, lùm xùm lớn nhất trong làng giải trí của Khánh My là cuộc đụng độ với Ngọc Trinh. Cả hai bắt đầu xảy ra xích mích từ tháng 10 năm 2014, khi Khánh My bị nghi là người thứ ba xen vào mối tình của người đẹp nội y với bạn trai đại gia. Thậm chí hai mỹ nhân gợi cảm này còn công khai đả kích đá xoáy nhau trên mạng xã hội. Dù đã cạch mặt nhau, song dường như cuộc chiến ngầm giữa Ngọc Trinh và Khánh My vẫn chưa bao giờ kết thúc. Điển hình cho việc không đội trời chung, Ngọc Trinh và Khánh My từng trở thành những sao Việt hiếm hoi có cơ hội xuất hiện tại hàng ghế VIP của show thời trang nổi tiếng thế giới Victoria's Secret 2014. Khi góp mặt trong hoạt động này, cả Ngọc Trinh và Khánh My đều hào hứng khoe được đón trước bằng siêu xe limousine ở khách sạn sang trọng bậc nhất tại London và tham gia buổi tiệc đẳng cấp. Trong hoạt động chính của sự kiện, hai người đẹp đều chọn bộ đầm đen ôm sát để khoe vóc dáng cơ thể. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh và Khánh My còn chăm chỉ chụp hình với các nhân vật khách mời nổi tiếng và nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc này với cư dân mạng, giới truyền thông để khẳng định việc bất phân thắng bại.